Xin chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, từ ngày 18 đến 20 tháng 6, nắng nóng sẽ là thời tiết chính tại khu vực Bắc Bộ, trong đó khu vực Đồng Bằng và Trung Du. Trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội sẽ là những nơi sẽ xuất hiện mức nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ, khiến cho trời rất nóng bức vào thời điểm trưa chiều. Sau đó từ khoảng đêm 20 sang đến ngày 21 tháng 6, do quá trình hội tụ gió thì mưa sẽ gia tăng hơn trở lại tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh. Cùng với mưa thì nắng nóng cũng suy giảm dần. Với các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng còn gay gắt hơn vì dự báo từ ngày mai suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, mức nhiệt tăng cao lên tới 35 đến 37 độ. Có nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Nghệ An, Quảng Bình, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 37 độ. Mà dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến ngày 22-23 tháng 6, sau đó mới giảm dần. Vì vậy, quý vị cần lưu ý tới các biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng như là cẩn trọng trong các sinh hoạt hàng ngày, phòng tránh cháy nổ có thể xảy ra. Lui xuống phía Nam, trong 3 ngày tới do gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình yếu. Vì vậy, mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xảy ra không nhiều, khiến cho vào ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ ở vào khoảng 30 đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Sau đó từ khoảng ngày 20 và ngày 21 tháng 6, do gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh trở lại, khiến cho mưa dông sẽ có xu hướng tăng hơn về diện tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trong mưa dông, quý vị luôn cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh có thể xảy ra. Trên biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió nhẹ, mưa vài nơi. Cần đặc biệt lưu ý tại vịnh Bắc Bộ từ ngày mai, khu vực phía Bắc, gió Nam đến Tây Nam hoạt động mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, gây biển động.